Có thể nói chưa bao giờ trái cây lại nhiều và rẻ như những ngày qua. Một mặt hàng khác từ nhóm cây công nghiệp là cao su cũng lao đao vì kim ngạch xuất khẩu lẫn giá cũng đều giảm mạnh trong 2 tháng qua. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn xung quanh vấn đề này và liệu có thể để làm gì cải thiện tình hình. Mời quý vị theo dõi. Thưa ông, theo số liệu vừa công bố của Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm thì cao su xuất khẩu giảm khá sâu, gần 40%, một phần bởi ảnh hưởng bởi nguồn cầu từ Trung Quốc và một phần là do cung trên thế giới năm nay tăng. Ông có cái lời khuyên và cái lý giải gì quanh một trong những nhóm hàng đóng góp khá là cao đối với lại tỷ trọng xuất khẩu của nhóm hàng cây công nghiệp ạ? Tôi nghĩ cái tác động mạnh nhất của cái việc giảm cái xuất khẩu cao su của chúng ta đó là do là cái xuất khẩu cao su chúng ta trước đây thì phụ thuộc vào cái thị trường của Trung Quốc nhiều. Cái đơn đặt hàng của cao su họ giảm đi do cái điều kiện bất ổn ở trên Biển Đông. Chứ còn nếu mà các nhà sản xuất và xuất khẩu cao su Việt Nam đi tìm một cái sự cân đối nó mạnh hơn từ những cái thị trường khác thì tôi cho rằng tuy rằng cái nhìn chung thì cái cung cao su trên toàn cầu nó có tăng, cái việc mà giảm đến 40% thì nó cũng sẽ hiếm xảy ra. Từ cái thách thức này chúng ta có thể chuyển thành cơ hội, có nghĩa là chúng ta sẽ đi tìm những thị trường nào mà nó ổn định hơn và đương nhiên là nó chia sẻ được những cái rủi ro. Thưa ông, thì cũng trong tình hình trong tháng 5, tháng 6 chúng ta cũng thấy rằng là rộ lên cái tình trạng mà những mặt hàng trái cây xuất khẩu lớn của Việt Nam, ví dụ như là vải, trước đó là thanh long, bị thụ động trước thị trường nguồn cầu từ Trung Quốc. Bài toán nan giải đây đó là trong tích tắc chúng ta chưa tìm được cái nguồn cầu từ cái thị trường mới. Có thể nhìn nhận vấn đề này như thế nào để chúng ta tránh thụ động hơn trong mùa vụ sau? Chắc chắn thì đó cũng là cái kinh nghiệm của cao su như tôi vừa nói. Chúng ta phải đi tìm những cái khách hàng, tuy là nó sẽ khó tính hơn nhưng chúng ta có thể bán được giá cao hơn. Trước đây thì các khách hàng Trung Quốc có thể nói là một khách hàng có thể tốt, là vì họ trả giá, tuy là họ trả giá thấp nhưng họ có thể tiêu thụ số lượng nhiều và họ không có quan tâm nhiều đến chất lượng. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng là đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu trái cây Việt Nam thì chúng ta phải chấp nhận cái thử thách của thị trường thế giới và chúng ta phải tôn trọng những cái chuẩn để mà làm sao cho cái trái cây chúng ta có thể đáp ứng được những cái chọn lựa rất là khó tính của những khách hàng ở châu Âu hay là ở Mỹ. Thưa ông, việc tìm kiếm thị trường mới có lẽ là công việc bắt buộc chúng ta phải làm. Tuy nhiên đó là ở góc độ vĩ mô. Nói ở góc độ vĩ mô hơn, trước mắt thì có thể thấy rằng là nông dân là đang chịu tác động trước tiên và trực tiếp nhất. Vậy bài toán ở đây giải quyết như thế nào giữa quan hệ giữa người nông dân, doanh nhân và về mặt chính sách? Khi cái mối quan hệ này thực sự là chúng ta thấy nó vẫn còn chưa thực sự gắn chặt như chúng ta kỳ vọng. Thật ra đó là một câu hỏi rất là hay. Vì phải nói rằng nhiều khi đó là chúng ta về nông nghiệp thì chúng ta hay chú ý nhiều đến gạo. Thì chính sách về gạo có thể nói vì đó là nguồn lương thực. Cho nên còn về trái cây thì hình như là chúng ta buông để cho mặt thị trường họ quyết định. Nhưng ở đây thì cũng cho thấy rằng trong những trường hợp như vậy thì có lẽ là cái sự can thiệp của cái danh sách vĩ mô nó cũng khá là quan trọng. Và tất nhiên như là cô nói là bài toán vĩ mô ở đây thật sự nó cũng là một cái hậu quả của bài toán một cái danh sách có cái hỗ trợ cho cái người nông dân. Thí dụ như là trong cái tình trạng này thì có thể có cái hỗ trợ về mặt tồn trữ để mà giúp cho họ có thể bảo quản được, và đặc biệt là cái hỗ trợ về mặt lãi suất ngân hàng, bớt cái áp lực về tài chính, bớt áp lực về thua lỗ để mà họ có thể tồn tại cho những vụ mùa tới. Đây là những cái mà nhà nước có thể làm được cho người nông dân Việt Nam. Trong quá khứ chúng ta đã có một tiền lệ nào đối với lại những cái chính sách đặc biệt đối với hàng nông sản là trái cây chưa không? Như tôi nói là trước đây đối với cái lĩnh vực mà trái cây đó, tức là nhà nước hay để cho thị trường quyết định thôi. Nếu mà được mùa thì xuống giá hay là bán ế ẩm gì đó thì câu chuyện giữa người nông dân và cái người tiêu dùng trong nước hoặc là nước ngoài. Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta xem ngành trái cây cũng là một ngành đáng được hỗ trợ trong cái chính sách hỗ trợ nông nghiệp nói chung thì đó là cái điều chúng ta phải xem xét, là vì tôi nghĩ là nó cũng đóng góp một cái phần không nhỏ trong cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn ông.